Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên một bộ phim phục dựng về chiến thắng Điện Biên Phủ, huyền thoại 56 ngày đêm, có sử dụng công nghệ 3D và AI đã được thực hiện. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với công ty công nghệ 3D Art thực hiện và đang trong quá trình nghiệm thu. Tái hiện lại những con người kiệt xuất đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, những ngày hào hùng khoét núi, gỗ hầm, mưa dầm, cơm vắt, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm chấn động địa cầu khi được giới thiệu trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn lượt tương tác chia sẻ và chạm được tới giới trẻ. Sau khi xem một đoạn ngắn hé lộ của bộ phim thì em cảm thấy là bộ phim đã tái hiện rất là chân thực hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả hai người như là đang chỉ huy thực sự một cái trận chiến hiện tại vậy. Quay thật kết hợp với xử lý kỹ xảo điện ảnh và công nghệ tiên tiến nhất, bộ phim có hơn 250 cảnh với hàng trăm bối cảnh khác nhau. Khai thác một đề tài cũ nhưng với góc tiếp cận hoàn toàn mới, đơn vị thực hiện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và nhiều cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm xưa để đưa ra những dữ liệu lịch sử chân thực nhất. Cái trở ngại duy nhất của chúng tôi chính là chúng tôi cái thời gian thực hiện nó khá là gấp và cái khối lượng về các cái dữ liệu lịch sử thì rất là lớn. Trong quân sự có từ vũ khí đến trang phục. Cũng mong là cái thời đại số của chúng ta thì chúng ta làm được những khoảnh khắc hào hùng, những sự oanh liệt, những cái sự gian khổ của cha ông ta để làm sao cho giới trẻ tiếp thu và có những cái định hướng nó lành mạnh. Sau khi nghiệm thu, tiếp nhận những ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học, bộ phim Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm sẽ được trình chiếu và phục vụ công tác tuyên truyền tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.